Cô Hường xin chào các con. Chào mừng các con đến với trung tâm toán tư duy Edison. Hôm nay cô và các con sẽ học một chuyên đề có tên là bài toán giải bằng phương pháp thử thật thay thế. Đọc giúp cô Hường tên đầu bài của mời Minh Vương. Con thưa cô là chuyên đề bài toán giải bằng phương pháp khử thay thế ạ. Cô mời Hà An đọc lại giúp cô Hường tên bài nào. Hà An đã viết đầu bài vào trong vở chưa? Con thưa cô, toán chuyên đề bài toán giải bằng phương pháp khử thay thế. À, Hà An viết xong đầu bài vào trong vở ô ly chưa? Con thưa cô rồi ạ. Cô mời Hữu Phước đọc lại giúp cô Hường tên bài nào. Em thưa cô, chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2023, toán tư duy chuyên đề bài toán bằng phương pháp thử thay thế. Rồi, ok. À, tiếp theo, cô xin mời Hoàng Nam đọc giúp cô Hường tên bài nào. Con đọc chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2023, toán chuyên đề bài toán giải bằng phương pháp khử thay thế. Rồi, trước khi đến với bài ngày hôm nay thì cô Hường xin chúng mình cùng quan sát qua Class Azota. Azota thì cô nhận được bài của Quỳnh Anh và Hoàng Nam này. À, có bạn nào đã làm rồi mà không gửi đến Azota không? Có Minh Vương này. Minh Vương vừa bảo với cô là Minh Vương đã làm rồi. Minh Vương giơ bở lên cô Hường xem. Hiệu Phước đã làm bài chưa? À, ok, cô thấy bài của Minh Vương rồi, ok con. Cô Ơi, nhưng mà bây giờ con không thấy cái sách của con không thấy sách bài tập toán á? Thế bữa hôm trước con làm xong con để đâu? bà, nhưng bà là tầng 2 nhưng mà bây giờ con không thật. Thấy được không? Trời ơi. À, Hiệp Phước nào? Hiệp Phước đã làm bài bữa hôm trước chưa con? Chưa buồn này em đi buồn. Hôm nay mới làm. Thế vậy là cô Hường sẽ cộng điểm cho ba bạn đã sâu bài cho cô Hường xem nhé. Đó là bạn Hoàng Nam, Quỳnh Anh và Minh Vương. Rất chăm chỉ làm bài về nhà, cô Hường sẽ cộng cho 5 điểm. Hà An đã làm xong chưa? À con chưa. Thế thì chúng mình có thể tiếp tục làm sau đó gửi cho cô lên Azota nhé. Rồi cô Hường sẽ chữa bài hôm thứ sáu một chút. Dạ. Con chưa làm được. Nhưng mà con thấy sách chưa? Chưa. Con nhờ mẹ tìm sách giúp con đi. Nhưng mà bây giờ con đang ở trên tầng 3 nên là không thấy được. Thế con đi chạy xuống tầng 1 con tìm. Rồi bây giờ chúng mình cùng mở lại giúp cô Hường sách bài tập trang số 21. Sách bài tập trang số 21. Rồi. À, các bạn nhìn giúp cô vào bài số 5. Cô sẽ chữa nhanh bài số 5 nhé. Hoàng Nam đọc giúp cô đề bài bài số 5 nào. Con đọc một xe ô tô có 56 lít xăng. Ngày thứ nhất đi 38 lít xăng. Tài xế đổ trên 25 lít xăng. Ngày thứ hai đi hết 18 lít. Tài xế đổ trên 44 lít. Hỏi xe ô tô có bao nhiêu lít xăng? Một xe ô tô có 56 lít xăng. Ngày thứ nhất đi hết 39 lít. Tài xế đổ thêm 25 lít. Ngày thứ hai đi hết 18 lít.
Tài xế đổ thêm 44 lít, hỏi xe ô tô đó có bao nhiêu lít xăng. Thế bây giờ làm như thế nào nhỉ? Ai có thể giúp cô hướng dẫn các bạn giải bài toán này nào? Mời Quỳnh Anh. Dạ thưa cô, xe ô tô đó có số lít xăng là 56 trừ 39 cộng 25 trừ 18 cộng 44 bằng 68. Nào, rồi bây giờ cô sẽ ghi lại lời giải của Quỳnh Anh nhé. Con có thể làm từng bước một được không? Xe ô Xe ô tô đó không mày thấy á, có số lít bài thứ nhất là có mày thấy. rồi ngày thứ nhất là Đi con vừa chạy xuống tìm. con thấy sách rồi đúng không? Thì con mở sách, Dạ mở bài thưa hôm cô, trước ra. 56 trừ 39 cộng 25. Bạn 56 trừ 39 cộng thêm 35, bởi vì là có năm đang có 56 lít này. Đi hết 39 lít thì lại đổ thêm 25 lít. Đây là ngày thứ nhất là có bao nhiêu lít? Dạ 42 lít. 42 lít. Các bạn nào mà chúng mình chưa làm, chúng mình có thể tham khảo bài của bạn và làm vào nhé. 42 lít. Rồi. Dạ thưa cô, xe ô tô đó có số lít xăng ngày thứ hai là Xe ô tô đó có số lít xăng sau ngày thứ hai là bao nhiêu nhỉ? Ngày thứ nhất là còn 42 này. thưa cô, 42 trừ 18 cộng 44. Thì bằng bao nhiêu? Dạ bằng 68 68 lít. Hoàng Nam và Minh Vương, các bạn có kết quả giống của bạn Quỳnh Anh không? lít. Cô đáp số 68 lít. Rồi, cảm ơn con. Hoàng Nam có kết quả giống với kết quả của Quỳnh Anh không ạ? Có. Minh Vương thì sao? Con giống luôn ạ. Các bạn có trình bày như ba. Ui rồi. Chúng mình trong vở là chúng mình viết hàng loạt của các phép tính ra đúng không? Viết như thế thì không sai, nhưng mà cô chỉ sợ tính nhầm thôi. Rồi bạn nào mà chưa làm bài số 5 thì chúng mình có thể chữa bài số 5 vào vở giúp cô Hường nhé. Bạn nào làm rồi thì thôi. Chúng mình chép kịp không? Hà An chép kịp không? Hà An, Hữu Phước có tập trung không? Em Hữu Phước, con bảo em ra ngoài đi. à, để em Bảo. đi. Để em bảo mẹ em buồn. Chúng mình chữa xong thì chúng mình nhắn cho cô Hường chữa xong để cô Hường chuyển bài khác nhé. Quỳnh Anh, các bạn làm bài rồi thì không cần nhắn đâu. Cô nhận được bài của Quỳnh Anh, Minh Vương và Hoàng Nam rồi. Rồi cô biết là đã làm hết rồi. Cô, Ơi, con cô,
Nhưng mà bà cô Ơi. làm một cách khác. Bà cô làm Bài 5 gộp đúng cửa. không? Cô vừa bảo là chúng mình, cô thấy có một số bạn làm gộp là con đấy. Mới Quỳnh Anh hình như cũng làm gộp hay sao ấy. Thật ra thì làm gộp cô bảo, cô có bảo sai đâu đúng, nhưng mà cô chỉ sợ là những bạn tính không chắc chắn thì chúng mình sẽ bị tính nhầm thôi đúng không? Nên là tốt nhất là những bạn nào mà tính chưa tốt thì chúng mình tách ra giúp cô thành hai lời giải. Hà An chép xong chưa? Trâm Mai chép xong chưa? Cô ơi, nhưng mà gửi bà hai lên út chat đi, vì lúc đấy con vào muộn nên là con không kịp. Cô gửi rồi mà. Đây, cô gửi lại nhá. Cô gửi lại nhá. Hà An chép kịp không con? Hữu Phước chép bài chưa? Được, con xếp xong rồi. Ừ, Hữu Phước chép bài chưa con? Cô Hường chuyển. Cô có Hường chuyển sang bài khác nhá. Đợi lâu quá. Tí nữa cuối giờ Hữu Phước và mùa Hữu Phước, Trâm Anh và Hà An sẽ dơ vở bài cũ lên để cô Hương xem. Rồi bây giờ chúng mình đến với bài 6 nào. Con viết Ờ, cô gửi vào ô chat rồi mà, Hà Trâm Anh. Trâm Anh nhìn thấy ô chat của cô Hương chưa? Cô gửi cho con rồi đấy. Con mở ô chat ra. Rồi đọc giúp cô Hương bài số 6. Cô mời bạn Minh Vương. cô là bạn Lan đếm thấy chỉ có 10 chú vịt ở dưới ao, sau đó có ba chú vịt từ dưới ao đã lên bờ, hỏi cuối cùng số vịt dưới ao nhiều hơn số vịt trên bờ là bao nhiêu con ạ? Ừ, Cô đọc lại cho cô vừa. Ơi, bài bài 5 cô gửi cho con rồi mà, cho anh. bài hai. Bài 2 buổi hôm trước cô Hường chữa rồi. Phải không nhở? Bài hai không phải là buổi hôm trước mà là buổi hôm Bài 2 hôm nay nào? Đây ạ. Bài đấy tự làm con, bài 2 tự làm con ơi. Bài 2 tự làm nhá. Bài 2 tương tự với bài 1 thôi. Cô Hường chỉ chữa những bài nào mà chúng mình hay sai thôi. Còn bài 2 giống y hệt bài 1 luôn, chỉ thay số thôi. Đọc lại giúp cô Hường đầu bài nào. Cô mời bạn Hiệu Phước. Thưa cô, bạn Lan đếm thấy chỉ 10 chú vịt ở dưới ao, sau đó có ba chú vịt ở dưới ao đá lên bờ, hỏi cuối cùng số vịt dưới ao nhiều hơn số vịt trên bờ là bao nhiêu con? Rồi. Bạn Lan đếm chỉ 10 chú vịt ở dưới ao. Ok, được. Bài này cô Hường thấy là có bạn làm đúng, có bạn làm sai ấy nhá. Sau đó ba chú vịt dưới ao đã lên bờ. Thế thì cô Hường hỏi là dưới ao có 10 chú vịt mà ba chú vịt lên bờ, thì lúc này dưới ao có bao nhiêu chú vịt? Nào, cô mời một bạn trả lời giúp cô. Ba dưới ao có 10 chú vịt, ba chú vịt lên bờ, thì lúc này dưới ao có bao nhiêu chú vịt nào? Cô mời Hoàng Nam. Con là lúc này ở dưới ao có số con vịt là Chú vịt là bao nhiêu? con lúc là 10 3 7. À, 10 trừ 3 bằng 7 con đúng không? Rồi, vậy là ba chú vịt dưới ao đã lên bờ, vậy lúc này dưới ao có 7 con và trên bờ có mấy con ở Hoàng Nam? Trên bờ có bờ sâu trên bờ như có 3 con. Đúng rồi, đây cô cho rằng là ba con này trên bờ nhá. Cô ghi ở đây là bờ, vậy là lúc này trên bờ đang có 3 con vịt. Trên bờ đang có 3 con vịt và dưới ao có 7 con. Thế thì người ta hỏi là cuối cùng số vịt dưới ao nhiều hơn số vịt trên bờ là bao nhiêu con? Lúc này mình sẽ có phép tính gì nhỉ? Cô mời bạn Trâm Anh, à Quỳnh Anh. Dạ thưa cô, 7 trừ 3 bằng 4,
Cuối cùng số vịt dưới ao nhiều hơn số vịt trên bờ là bảy bao nhiêu? 7 trừ 3 bằng 4 con. Đáp số 4 con. Minh Vương có ra kết quả là 4 con không? Con thưa cô, con chỉ làm cái đấy thành một lời giải cô. Thế là nhưng mà có kết quả là 4 không? Con ra kết quả 4 cô. Đâu, rồi cô xem nào. Nhưng mà cái gì con mới là 7 đâu mà cô. Thế con ghi thêm vào đi. Hoàng Nam, sửa lại đi. Hoàng Nam đã hiểu mình sai, mình nhầm vào đâu chưa? Chứ con là loại cái gục 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 đã đi nhanh Con bảo quên hết rồi. ok con ok con trừ thêm 4 đi thì là con trừ thêm 3 đi. Ba chú vịt lên bờ thì ở dưới còn 7 con đúng không? Thế thì người ta hỏi là cuối cùng số vịt dưới ao nhiều hơn số vịt trên bờ là bao nhiêu thì mình phải lấy 7 trừ 3 là 4. Bài này cho Quỳnh Anh làm đúng này. Hà An viết chữa bài vào vở nhá. Hữu Phước cho Anh chữa bài vào vở giúp cô. Rồi chúng mình chữa xong chúng mình nhắn tin cho cô nhé. Cô cho chúng mình chữa thêm khoảng tầm 1 2 phút nữa thôi, sau đó cô hướng chuyển sang bài mới đây. Hà An cho Anh xong. Hiệu Phước viết đến đâu rồi Hiệu Phước ơi? Viết tính cô ơi. Ok. Thế xong chưa? Tôi chuyển sang bài ngày hôm nay nhé. Quỳnh Anh sao? Không. Chúng mình lấy vở ô ly ra. Hôm nay chúng mình sẽ ôn tập chuyên đề có tên là bài toán giải bằng phép phương pháp khử và thay thế. Chúng mình lấy vở ô ly ra. Cô không rõ là cái dạng này chúng mình đã được học chưa nhỉ? Rồi chúng mình cùng quan sát lên màn hình của cô Hường nào. Bạn nào có thể giúp cô Hường đọc đầu bài nào? Cô mời Hà An nhé. Ok. Giá trị của À trái không, con đọc từ trên nào. Hình trái tim cộng hình trái tim bằng 20. Con đọc lại nào. con được cô hình trái tim cậu trái tim bằng 20, trái tim cậu tròn cậu trái tim bằng 45. Giá trị của hình tròn là Giá trị của hình tròn là rồi, tức là người ta yêu cầu chúng mình đi tìm giá trị của hình tròn đấy đúng không? Đọc lại giúp cô Hường để bài nào. Cô mời Hoàng Nam.
Đúng rồi, trái tim cộng trái tim bằng 20, trái tim vuông tròn cộng trái tim bằng 45, giá trị của hình tròn là Thế bây giờ cô Hường yêu cầu chúng mình sẽ lấy bút chì ra, chúng mình viết giúp cô Hường đầu bài này vào vở nào. Viết giúp cô Hường ví dụ một. Các bạn biết vẽ hình trái tim không? Lớp mình có bạn nào không biết vẽ hình trái tim không ạ? Thôi vẽ xương xương cũng được, không cần phải vẽ đẹp quá đâu. Không cần tô màu đâu nhé, chỉ cần lấy bút chì vẽ hình trái tim như thế này. À, đây là trái tim của cô Hường. Đấy, trái tim cộng trái tim chúng mình có thể vẽ như này. Bằng 20. Các bạn viết xong đầu bài chưa? Các bạn viết cho cô Hường trái tim cộng trái tim bằng 20. Trái tim cộng tròn cộng trái tim bằng 45. Các bạn chưa cần ghi cái dòng này vội nhé. Chưa cần ghi cái dòng này vội nhé. Và bây giờ chúng mình cùng phân tích bài toán nào. Chúng mình quan sát vào đây. Trái tim cộng trái tim bằng 20. Vậy tức là giá trị của hình trái tim này phải bằng nhau đúng không? Tức là nếu mà một hình trái tim bằng 5 thì hình còn lại cũng phải bằng 5. Vậy theo các con, hai số nào cộng với nhau bằng 20 thì chúng mình nhắn tin vào ô chat giúp cô Hường nào. Hai số nào giống nhau cộng với nhau mà bằng 20, các con nhắn tin vào ô chat cho cô Hường nào. Khen Minh Vương cộng điểm. Khen Nam. Hai bạn này học rất tích cực. Khen Quỳnh Anh. Cô cộng điểm luôn cho những bạn có kết quả đúng nhé. Quỳnh Anh, Minh Vương, Hoàng Nam, Hà An, tốt. Hết rồi à? Hữu Phước, Trâm Anh. Cô Hường cộng cho mỗi bạn 3 điểm. Rồi, bạn nào có thể nói giúp cô Hường giá trị của hình trái tim đây là bao nhiêu nào? Cô mời Minh Vương. Con thưa cô là giá trị của trái tim là 10 ạ. À, giá trị của trái tim là 10. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ viết xuống bên dưới giúp cô nhé. Chúng mình sẽ ghi giúp cô Hường là giải. Giải. Các bạn ghi cho cô trái tim bằng 10. À, chúng mình ghi cho cô trái tim bằng 10. Thế thì bây giờ làm cách nào để tìm được hình tròn nhỉ? Cô Ơi. đang là giải cô giá một cô giải cô ơi, Giải. Ghi vào vở. Hoàng Nam. Tức là lúc nãy cô Hường yêu cầu chúng mình chép đầu bài vào đúng không? Bây giờ chúng mình giải bài toán. Còn đây là câu hỏi của cô Hường. Tìm giá trị của hình tròn. Thì chúng mình làm cách nào để tìm được giá trị hình tròn? Thì bây giờ cô Hường hướng dẫn chúng mình cách giải. Hiểu chưa? cần chỗ giải là giá giá cái đi À, rồi con ghi vào cho cô giải hai chấm hình tròn bằng à hình trái tim bằng 10. Thế thì bây giờ chúng mình nhìn này, chúng mình quan sát vào dòng số 2 này. Hình trái tim là 10 đúng không? 10 10. Ok, thế bây giờ theo các con làm cách nào để tìm được giá trị của hình tròn đây? Mà biết tổng của hai hình trái tim và hình tròn là 45. Có mà Hữu Phước giơ tay đúng không? đấy là số lẻ cô ơi, số Đó là số lẻ. lẻ. Vâng, em học toàn em học cái này rồi, số lẻ rồi cô ạ. Số lẻ nhưng mà cụ thể là số bao nhiêu?
À, cụ thể nó là số 25 của 25. Con có phép tính nào? Con dùng phép tính gì nhỉ? dạ. Con làm phép tính gì ở đây? Cộng Cộng. của Rồi, cô cảm ơn con. Có ai có ý kiến khác không? Cô mời Nam nào. cô ở cái này vừa khi bằng 25. Ừ, nhưng mà làm thế nào để viết bằng 25? À đâu? Từ từ để con tính lại. Ừ. À, 25 thật. 25 thật, thế làm nào để bằng 25? Bởi vì con Mình lấy con mình biết trái tim rồi là 10 cộng 10 bằng 20. 20. Hai trái tim Ừ. cộng 10 lại bằng 20. 20 Ừ. thì rồi ta lấy 40. 45. 40 45 trừ cho 20 bằng bao nhiêu thì đấy là hình tròn. Ồ, rất tốt. Để đọc, chúng mình biết phép tính và giúp cô Hường nhá. 45 trừ 10 trừ 10 bằng 25. Vậy là giá trị của hình tròn là 25. Chúng mình viết vào trong vở ô ly giúp cô nhá, không làm vào sách luôn đâu. Tí nữa vào trong sách thì chúng mình viết kết quả vào sau, còn đâu khi mà cô Hường giảng thì chúng mình cần phải viết vào vở để hiểu bản chất của bài toán. Trâm Anh lấy vở ra ghi bài nhớ chưa? Không viết vào sách nhá. Có vẽ không? Có chứ, hôm nay cô Hường bảo vẽ rồi mà. Có vẽ bằng bút chì, vẽ bằng bút mực. Vẽ bút chì. Nhưng mà con cũng nhưng mà Thế con thì có con bút vẽ bằng chì. bút mực cũng được. Thế thì con vẽ bằng bút mực cũng được. Các bạn viết xong chưa? Viết xong nhắn chữ xong vào ô chat để cô Hường biết nào. Cô lặng im thế, cô Hường chả biết thế nào để mà chuyển bài cả. Hà An, Trâm Anh, Minh Vương, Quỳnh Anh, Hoàng Nam xong. Hữu Phước ơi, Hữu Phước viết bài chưa? Biết rồi. À, bây giờ chúng mình có cô gọi chúng mình dơ vở lên cô Hường xem nhé. Mời các bạn con trai dơ vở lên ạ. Cô Hường mời các bạn con trai dơ vở trước. Rồi cô thấy của Nam, cô thấy của Hiếu Phước, ồ, cô thấy của Minh Vương. Tiếp theo cô mời các bạn con gái giơ vở nào. Trâm Anh giơ vở lên. Rồi cô thấy của Hạ An, Hạ An nhớ ghi phép tính với cả hình tròn là cùng một hàng nhá. Rồi cô thấy của Quỳnh Anh rồi. Các bạn cố gắng viết cùng một hàng giúp cô. Cô thấy của Trâm Anh không ghi. Trâm Anh quên mất ghi đề bài vào rồi à? Chú ý nghe cô Hường hướng dẫn nhé. Rồi chúng mình đến với ví dụ 2. Các bạn viết cho cô Hường ví dụ 2 vào đây nào. Ví dụ 2. Rồi. Các bạn đọc giúp cô Hường đầu bài của ví dụ 2 vào vở nào. À, đọc giúp cô Hường đề bài của ví dụ 2. Các bạn cũng viết ví dụ 2 vào vở nhé. Vẽ hình trái tim cộng trái tim vào vở. Mời Hà An đọc giúp cô đề bài. Con thưa cô, trái tim cậu trái tim bằng 30, trái tim cậu tròn bằng cậu trái tim bằng 58, mặt cười cậu tròn bằng 51, giá trị của mặt
Rồi là hai chấm. À. Cô ơi, nhưng mà Các có ghi số không? bạn có chưa? Chị bị hết bài của cô yêu cầu làm nào thì con làm y như yêu cầu của cô nhá. Đây. Rồi đây, à, Trâm Anh, cô hướng dẫn con viết chép đầu bài vào nhé. Con ghi cho cô Hường ví dụ 2. Ví dụ 2 vào trong vở này. Xong rồi con viết cho cô Hường là trái tim cộng trái tim bằng 30. Đó, Trâm Anh đã hình dung ra chưa? Tiếp tục xuống dòng trái tim cộng tròn cộng trái tim bằng 58. Trong cuối cùng mặt tròn, mặt cười cộng hình tròn bằng 51. Đó, các bạn chép đầu bài vào giúp cô Hường. Chỉ có vẽ mấy hình tròn, mấy hình trái tim là nhanh thôi mà. Ơi. Có ghi giá trị không? Không, 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 không ghi cái câu này đâu. Câu này là câu hỏi của cô. Các bạn ghi xong đầu bài chưa? Các bạn ghi xong đầu bài, các bạn ghi cho cô Hường chữ giải vào đây. Rồi, trước tiên, các bạn hãy suy nghĩ cho cô Hường biết là hai số nào giống nhau, cộng với nhau bằng 30 nhỉ? Nào, chúng mình thử suy nghĩ và cho cô Hường biết là hai số nào giống nhau, cộng với nhau bằng 30. Cô Hường xin mời chúng mình nhắn tin vào ô chat. Quỳnh Anh, cô nhận được kết quả của Quỳnh Anh, Hoàng Nam, Minh Vương rồi, đúng này. Hạ An thử tính lại đi. Nếu mà hai số 25 cộng với nhau thì sẽ ra 50 chứ. Hai số nào giống nhau mà cộng với nhau bằng 30 nhỉ? Cô mời Quỳnh Anh nào. Dạ thưa cô, 15 cộng 15 bằng 30. Vậy là hình trái tim bằng bao nhiêu? Dạ 15. Đúng rồi, các bạn ghi vào cho cô hình trái tim bằng 15. Vậy là biết hình trái tim bằng 15 rồi thì chúng mình có thể tìm được hình tròn không? 15 này. 15 này. Vậy cách làm tương tự như với ví dụ 1 đúng không? Chúng mình tìm giúp cô hình tròn bằng bao nhiêu nào? Chúng mình nhớ ghi hình tròn và phép tính của một hàng nhé. À, chúng mình nhắn tin cho cô kết quả giá trị của hình tròn đi nào.
Quỳnh Anh, ok đúng, cô nhận được kết quả của Quỳnh Anh rồi. Minh Vương, đúng. Hết rồi à? Hoàng Nam nhắn cho cô giá trị của hình tròn, nhắn giá trị của hình tròn vào ô chat đi con. Rồi, cô vừa mới chỉ nhận được kết quả của bạn Hoàng Nam, Minh Vương và Quỳnh Anh thôi. Đây nhá, cách làm tương tự với ví dụ một, chúng mình biết giá trị của hai hình trái tim rồi đúng không? Thế thì các con lấy 58 trừ 15 trừ 15. Tức là lấy 58 trừ 30 đấy đúng không? Đấy, kết quả bằng bao nhiêu nào? Trâm Anh, Hữu Phước, Hà An gửi kết quả cho cô Hương nào. Rồi cô Hường xin mời bạn Quỳnh Anh đọc cho cô Hường phép tính nào. Cô Ừ. 10 cô 58 58 trừ trừ 15 trừ 15 bằng 28. bằng 28. Rồi khen ba bạn Quỳnh Anh, Minh Vương và Hoàng Nam. Và bây giờ chúng mình biết kết quả của hình tròn là 28 rồi thì chúng mình có tìm được hình mặt cười ở đây kết quả là bao nhiêu không? Chúng mình sẽ có phép tính gì để tìm hình mặt cười nhỉ? Cô mời Hoàng Nam. Con đưa cô lấy 51 trừ đi 28. À lấy 50. 51 51 trừ đi 28 đúng không? Rồi các bạn trừ và các bạn nhắn kết quả vào ô chat cho cô Hường nào. Minh Hoàng Nam, Minh Vương trừ lại đi. Quỳnh Anh Hoàng Nam đúng này, Hà An đúng, Minh Vương trừ lại đi con. Trâm Anh đúng. Hiệu Phước trừ đi nào, Hiệu Phước ơi, tương tác với cô đi nào. Nào, Trâm Anh cho cô Hường biết là 51 trừ 28 được bao nhiêu nào. Con thưa cô, 51 trừ 28 bằng 23. Ừ, đúng rồi, vậy là giá trị của mặt cười này là bằng 23. Ờ, cô khen các con, chúng mình viết hoàn thành bài và vỗ ly giúp cô Hường nhé. Hiệu Phước viết xong chưa? Hiệu Phước. Gần xong cô ơi. Gần xong á. Nào nhanh nào, cô Hường gọi server này.
Ừ. À, bây giờ cô Hường sẽ gọi dơ vợ nhá. Các bạn con gái dơ vợ trước giúp cô. Khen Quỳnh. Cô thấy bài của Quỳnh Anh rồi đây. Thì cô khen Quỳnh Anh. Quỳnh Anh để bài xuống đi. Châm Anh dơ cao lên. Cô còn chưa Rồi biết cô khen. Cô khen Châm Anh. Cô gửi vào trong ô chat rồi đấy Nam ạ. Cô thấy bài của Hạ An rồi. Ui, Hạ An trình bày gọn vào giúp cô Hương nhá. Viết viết hơi bị tốn giấy nhỉ. Viết vào một ô vuông thôi. Thế thì tốn giấy quá. Tiếp theo, xin mời các bạn con trai. Minh Vương, Hiếu Phước, Hoàng Nam. Giờ cô thấy bài của Minh Vương rồi. Hiếu Phước giơ lại đi, Hiếu Phước ơi. Ok, Hoàng Nam giơ lại đi. Hoàng Nam giơ mặt bên kia đi. Giơ mặt sang mặt bên. Ok, vừa thấy đâu. À, chúng mình đến với ví dụ số 3. Ví dụ số 3 không phải vẽ hình trái tim nữa mà vẽ hình ngôi sao. Chúng mình có bạn nào biết vẽ hình ngôi sao không? Hiệu Phương biết vẽ hình ngôi sao. Này á. Đây, không thì chúng mình vẽ như thế này cũng được. Đây, các bạn có biết vẽ như thế này không? Rồi, ok. Rồi, các bạn viết cho cô đồ. Ừ. Chúng mình viết đầu bài, chép đề bài bài số 3 vào trong vở, ví dụ số 3 vào trong vở giúp cô Hường nào. Mời Minh Vương đọc giúp cô Hường ví dụ 3. Cô là ngôi sao cộng hình vuông bằng 62, ngôi sao cộng hình vuông bằng 38. Hình tròn Ừ. cộng hình vuông 34, giá trị của hình tròn là. Rồi, các bạn viết hình ngôi sao và giúp cô Hường đây. Chúng mình vẽ như thế này cũng được. Vẽ hình ngôi sao 5 cánh như thế này. Đó, ngôi sao cộng hình vuông. Cộng hình vuông bằng 62. Ngôi sao cộng tiếp hình vuông bằng 38. Hình tròn cộng hình vuông bằng 34. Con chỉ biết vẽ ngôi sao thế kia thôi. Ừ, thế nào cũng được.
Mình check xong được bài chưa? Rồi bây giờ chúng mình cùng đến với phần giải bài toán nhé. Các bạn ghi giúp cô Hường chữ giải nào. Giải. Rồi thì bây giờ chúng mình sẽ căn cứ vào dòng đầu tiên. Chúng mình quan sát được cô vào dòng đầu tiên. Ngôi sao cộng hình vuông bằng 62. Ừ. Vậy thế thì theo các con, làm cách nào để tìm được giá trị của ngôi sao ở đây nhỉ? Nào, bây giờ chúng mình cần phải dùng phương pháp loại trừ đúng không? Thay thế đúng không? Cô mời Minh Vương nào. Vậy tức là giá trị các số điền vào hình vuông là phải giống nhau rồi. Con thưa cô là con theo con thì mình sẽ làm vòng thứ hai trước cô. À, con làm nhầm số 2 trước. Ok. Thế thì con làm như thế nào? Con làm nhầm số 2 trước thì mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Con thưa cô là con tìm số của ngôi sao sau đó sẽ cộng với hình vuông ạ. Ừ, thế bây giờ con tìm ra số ngôi sao bằng bao nhiêu chưa? À, đấy là rằng là mình suy đoán đúng không? Vâng. Rồi cảm ơn con. Mời Hoàng Nam nào. Theo Hoàng Nam thì mình sẽ tìm cái gì trước? Con với cô là sẽ tìm hình vuông được. Tìm hình vuông trước. Thế bây giờ chúng mình thử suy nghĩ xem nào. Hình vuông cộng hình vuông, tức hai cái này giống nhau, tức là ví dụ cái này bằng 10 thì cái này cũng phải bằng 10 đúng không? Thế thì suy ra thì hình ngôi sao bằng bao nhiêu? Tức là chúng mình sẽ phải thử hết vào các hình. Sau đó nếu mà chúng mình thấy không phù hợp thì chúng mình sẽ loại và thử một phương pháp khác. Bây giờ chúng mình thử đi. Các bạn thử bắt đầu hình vuông là 10 chẳng hạn nào. Các bạn thử suy nghĩ nếu mà bây giờ hình vuông bằng 10 thì ngôi sao bằng mấy? Chẳng hạn như vậy. Sau đó chúng mình sẽ thay xuống dòng 2. Xong dòng 2 chúng mình thay xuống dòng 3. Nếu mà chúng mình thấy hợp lý thì ok, chấp nhận đáp án đấy. Nào, cô mời Quỳnh Anh nào. Dạ sao cộng vuông bằng 38. Thế lên trên sao nào, chúng mình nhìn nào. Nào cô Hường gợi ý nhá. Chúng mình quan sát dòng số 2 này. Sao cộng vuông bằng 38. Thế thì trên này cũng có sao cộng vuông bằng 38 đúng không? Đây 38 đây. Vậy là cái tổng này bằng 38 rồi. Bây giờ chúng mình có thể tìm được giá trị của hình vuông ở đây không? Dạ được. À, chúng mình có phép tính là gì nhỉ? 62 trừ 38. Đúng rồi, chúng mình có phép tính là 62 trừ 38 được bao nhiêu? Dạ bằng 24. 24, vậy là hình vuông này bằng 24. Hình vuông này bằng 24 thì hình vuông này cũng bằng 24. Thì bây giờ các bạn có tìm được hình ngôi sao không? Nào, các bạn tìm cho cô giá trị của hình ngôi sao dựa vào dòng số 2 cho nhanh, dựa vào dòng số 2 nào. Biết hình vuông này là 24 rồi. Tìm cho cô giá trị của hình ngôi sao nào. Xin mời chúng mình nhắn tin vào ô chat. Chỉ cần lấy 38 trừ 24 đúng không? Quỳnh Anh, Hoàng Nam có kết quả là bằng 14.
bây giờ Mình đi. chưa 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 mình mới đang phân tích bài toán rồi rồi thế thì bây giờ chúng mình tìm được là tìm được giá trị của ngôi sao rồi này. Thật bây giờ chúng mình đề bài này có một chút nhầm lẫn à, ở đây người ta làm gì cho hình tròn đó đúng không? Thế thì đây sẽ là có hình tròn nhỉ? Vậy là hình vuông ở đây là bằng ok, vậy là hình vuông ở đây bằng 24 rồi. Thế chúng mình tìm cho cô giá trị của hình tròn nào. Dựa vào dòng số 3. Nào, xin mời các bạn tìm cho cô giá trị của hình tròn. Dựa vào dòng số 3. Nhắn tin vào ô chat cho cô nhé. Tìm giá trị của hình tròn thì dễ rồi đúng không? Lấy 34 trừ 24 thôi. Lấy 34 trừ 24. Cô nhận được tin nhắn của Minh Vương, Quỳnh Anh rồi. Cộng điểm cho mấy bạn này lúc nào cũng nhắn tin rất nhanh. Minh Vương, Quỳnh Anh, Hoàng Nam. Rồi, Hiễu Phước. Vậy là cô thấy hình tròn nó biết các bạn ra kết quả là 10. Thế thì bây giờ cô Hường sẽ hướng dẫn cộng điểm cho Hà An, cô Hường hướng dẫn chúng mình trình bày nhé. Rồi các bạn đi giúp cô giải. Giải. Rồi chúng mình với bài toán này chúng mình sẽ không giải bắt đầu từ dòng thứ nhất được mà chúng mình quan sát từ dòng số 2. Dòng số 2 chúng mình thấy là sao cộng hình vuông bằng 38 và ở trên dòng thứ nhất chúng mình cũng thấy sao cộng hình vuông. Vậy thì chúng mình biết được là tổng của ngôi sao cộng hình vuông ở đây bằng 38. Vậy thì lúc này chúng mình sẽ tìm được giá trị của hình vuông bằng bao nhiêu. Vậy chúng mình ghi giúp cô Hường hình vuông bằng lấy 62 trừ đi tổng của sao và hình vuông 62 trừ 38. Các bạn tìm được là 24. Vậy biết giá trị của hình vuông là 24 rồi. Thì rất dễ dàng để đi tìm giá trị của hình tròn đúng không? Lúc nãy cô Hường hỏi các con giá trị của hình ngôi sao là cô Hường hỏi thêm thôi. Cô Vậy giá đang trị đi hình tròn. Đấy, cô đang hướng dẫn chúng mình trình bày bài vào vở đây cho anh. Vậy là chúng mình chỉ cần viết hai dòng thôi. Mình xong mình nhắn tin cho cô nhé. Hoàng Nam xong, Hà An xong, Minh Phương xong. Bây giờ mới làm mà. Ừ, có viết vào đi. Làm từ nãy đến giờ rồi mà. Quỳnh Anh, Minh Vương, Hà An, Hoàng Nam viết xong. Hữu Phước viết vào đi.
Sao cô Hường gọi dơ vở được chưa nào? 8:30 rồi, đến giờ chơi trò chơi rồi. Các bạn con gái dơ vở trước ạ. Giờ cô khen Quỳnh Anh. Hà An chưa viết xong à? Hình tròn của cô đâu? Xem lại ảnh cô gửi vào trong chat đi. Châm Anh dơ gần vào nào. Châm Anh dơ gần vào. Rồi cô thấy bài của Châm Anh rồi. Tiếp tục cô mời Minh Vương. Nam. Hữu Phước. Minh Vương giơ bài thấp xuống cô Hường xem rồi. Khen con, khen Minh Vương, khen Hữu Phước. Xin mời Hoàng Nam. Ok, rồi cô thấy bài của ba con rồi. Ô Hoàng Nam là học ở trường nào đấy con? Con học trường kinh tế. Kinh tế á? Con học trường kinh tế. Bắc Giang. Con ở Bắc Giang đúng không? Vâng. Quê cô ở Bắc Giang, nhà cô gần nhà con đấy. Nhà cô ở chỗ nào? Nhà cô ở chỗ, nhà cô ở chỗ Lục Nam, nhưng mà đi đi qua Dịnh Kế thì mới đến nhà cô. Rồi bây giờ cô cho chúng mình chơi chơi trên Block Kit nhá. Hôm nay chúng mình bảo hôm tuổi hôm trước chúng mình bảo là hôm nay sẽ chơi câu cá đúng không? Đúng rồi, hôm trước bạn nào bảo với cô là buổi sau cô còn cho chơi câu cá đây. Cô ơi, về quê là cô đi qua nhà con nước cô. Bao giờ cô qua nhà cô? Ừ, ok. Mà còn 17 ngày nữa là con sinh nhật là cô. Thôi chúng mình vào link cô Hường gửi đi.
rồi, xin chúc mừng top 3 của chúng mình là Quỳnh Anh, Minh Vương và Hoàng Nam. Ok, chúng mình thấy câu hỏi của Hường cho có dễ không? Có dễ không? Cô ơi, trò này nó không cướp điểm được. Có, vừa lấy con câu là cái con cá gì ấy, 56.000 điểm. Nhưng mà con tự nhiên lại ở đường chỗ nào tự nhiên được tụt điểm luôn. Thế à, thế các câu hỏi của cô cho có vừa sức với các con không? Dễ đúng không? Không hề nói gì, tức là dễ rồi. Và bây giờ chúng mình lấy sách bài tập ra. Sách bài tập ra. Các bạn mở cho cô Hường phiếu số 12. Hả? Anh bị làm sao thế? Màn hình á? Các bạn có nhìn thấy rõ màn hình của cô Hường không? Đây. Có một cô. Lúc chơi trò chơi á? Vâng. À, đấy là do các bạn dùng ảo thuật nên là khiến con không chơi được. Bạn nào đó đã dùng ảo thuật nên là khiến màn hình của chúng mình bị che hoặc là bị nhanh hơn ấy, chẳng hạn như thế. Rồi, thôi bây giờ chúng mình mở cho cô sách bài tập trang số 22. Bạn nào đã mở ra được rồi thì nhắn tin cho cô số 1 nhá. Cô trang 23 22. Phiếu ôn tập hè số 12. Phiếu ôn tập hè số 12. Trâm Anh, Hoàng Nam, Hà An, Minh Vương đã mở được sách. Rồi, Quỳnh Anh đã tìm được sách chưa? Rồi, chúng mình quan sát giúp cô Hường bài số 1 nào. Một bạn đọc giúp cô Hường bài số 1. Mời Minh Vương. Con thưa cô là trái tim cộng trái tim bằng 20, trái tim cộng hình tròn cộng trái tim bằng 45. Rồi, bài số 1 này chính là ví dụ 1. Các con xem lại ví dụ 1 và hoàn thành bài số 1 giúp cô Hường nào. Bài này chúng mình làm rồi. Ôi, màn hình bị sao thế này? Màn hình bị sao? Các bạn có đang nhìn thấy màn hình của cô Hường không? Có. Cho anh nghe cô Hường nói nào. Con thử thoát ra rồi vào lại nhá. Có thể là do máy của con có vấn đề, tại vì các bạn vẫn đang nhìn thấy ở đây, nhìn thấy màn hình của cô. Các bạn hoàn thành giúp cô bài số 1, bài số ơi. Mở ra bài này cũng được. Con tức là con ao ra khỏi Zoom xong con vào lại ấy. Con thoát ra khỏi lớp đi, xong rồi con vào lại. Chúng mình hoàn thành giúp cô bài, cô Hường bài 1, bài 2, bài 3, bài 1, bài 2, bài 3. Chúng mình đã làm rồi. Nhưng mà cô không được. Con thoát ra khỏi Zoom cơ, con ao ra khỏi lớp ấy. Con thoát ra khỏi Zoom rồi, nhưng mà vẫn không được. Chắc là máy con bị đơ rồi. Con mở sách bài tập trang số 22 ra. Con làm giúp cô Hường bài 1, bài 2, bài 3. Ba bài này là ba là ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3. Con chịu rồi.
Trâm Anh nghe thấy tiếng cô Hường nói không? Trâm Anh nghe thấy tiếng cô Hường nói không? Có. Nhưng mà con mở cái màn hình. Con xuống con nhờ mẹ giúp nhá. Hoặc là bây giờ con nhìn vào sách bài tập, cô Hường sẽ trao đổi với con. Con mở sách bài tập trang số 22, bài 1, bài 2, bài 3 chúng mình đã làm rồi. Bây giờ con cần chỉ cần ghi kết quả vào thôi. Nhưng mà ghi giá trị chấm 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 là ghi số hả cô? Ừ, ghi kết quả cuối cùng vào. Con bài 4 thì sao? Bài 4 bây giờ cô Hường sẽ chữa. Rồi, đọc lại giúp cô Hường kết quả của bài số 1 nào. Mời Quỳnh Anh. Cô, kết quả của bài số 1 là giá trị của hình tròn là 25. 25. Rồi, bài kết quả của bài số 2. Cô mời Minh Vương đọc giúp cô Hường. Con thưa cô, kết quả bài số 2 là 23. Ừ. 23. Rồi chúng mình chỉ cần điền vào thôi đúng không? Tiếp tục kết quả của bài số 3, mời Hữu Phước. Hữu Phước điền giúp cô kết quả của bài số 3 nào. Bao nhiêu? Giá trị của hình tròn là bằng bao nhiêu của con? Bây giờ con mới thấy này. Giá trị của hình tròn là 2. Nó chính là ví dụ 3 trong vở Oli đó con. Lúc nãy mình chữa thì giá trị hình tròn là bằng bao nhiêu? Con mở vở Oli ra. Bao nhiêu? Ô, Hữu Phước. Hữu Phước xem lại. Hữu Phước xem lại giúp cô Hường ví dụ 3. Cô Hường vừa chữa xong, giá trị của hình tròn bằng bao nhiêu? Alo, con ơi. Hữu Phước. Em còn không ghi cái phần đấy ngã của. Vì sao? Con dơ lại vở ô ly cô xem nào. Lúc nãy cô Hường yêu cầu dơ vở ô ly mà. Con không ghi kịp, con cũng không bảo với cô luôn. Con dơ lại vở ô ly đi. Dơ cao lên con. Ví dụ 3. Con chưa ghi xong. Cô đề nghị con lấy. Con ghi tiếp. Cô gửi riêng cho con đáp án nhé. Con để vở xuống và con ghi tiếp đi. Đọc lại giúp cô Hường kết quả của bài số 3. Cô mời Hoàng Nam. Hoàng Nam.
Kết quả của bài 3 là ví dụ 3 cô Hường chữa rồi, chỉ cần đọc lại thôi. Con cho cô là 23. Anh là 10. Ví dụ 3, 10. Rồi ok, bây giờ chúng mình làm giúp cô Hường ví dụ 4. À, bài số 4 nào. Đọc giúp cô Hường bài 4. Cô mời Trâm Anh. Trâm Anh đọc đầu bài 4 giúp cô Hường nào. Tình giá trị của bông hoa. Tròn. Hình tròn cộng tam giác. Nào con đọc cả đề bài nào. Hình tròn cộng tam giác bằng 3. Hình tròn tam giác bằng 3. Nào hình tròn cộng hình tam giác bằng 3. Ôi cô mời Trâm Anh nghiêm túc nào con. Bật mic lên đọc đề bài giúp cô Hường. Hình tròn cộng hình tam giác bằng 3. Hình tròn cộng hình tam giác bằng 3. Tiếp tục. Trâm Anh. Hình tròn tam giác. Hình tam bên giác dưới. Hình tam giác bằng 4. Bên dưới nữa con. Với hình vuông bằng 5. Hình tròn cộng với hình vuông bằng bông hoa. Rồi, đề bài yêu cầu các con đi tìm giá trị của bông hoa đúng không? Bây giờ chúng mình cùng suy nghĩ, nhắn tin cho cô giá trị của bông hoa nào. Ồ, nhanh thế. Quỳnh Anh, Hà An, Minh Vương đã có kết quả rồi. À, cô mời Hà An nào. Hà An làm cách nào mà tìm được giá trị của bông hoa là 4 đấy. Hà An giải thích cho cô và các bạn nghe nào. Con thưa cô, tròn cộng tam giác. Thì tròn là 1, còn tam giác là 2. Tròn là 1, tam giác là 2. Tam giác cộng tam giác bằng 4. Tam giác 2 cộng vuông là 3. Mà hình tròn ở đây được. Hình tròn đây là 1, hình vuông là 3. 1 cộng 3 là được 4. Rồi, rất tốt. Rất tốt, rất tốt. Khen Hà An. Bạn nào chúng mình chưa làm xong, chúng mình có thể ghi số các số vào trong hình như cô ấy, như cô ghi ở trên màn hình ạ. Để khi mà chúng mình xem lại, chúng mình biết cách giải thích. Chứ đừng ghi mỗi hình bông hoa là 4 nhé. Bạn Trâm Anh, bạn Hiếu Phước ghi vào giúp cô. Ghi các số vào trong hình này. Ví dụ như hình tròn thì mình ghi số 1 bằng bút chì vào giữa. 1 cộng 2 bằng 3. 2 cộng 2 bằng 4. 2 cộng 3 bằng 5. Thế thì là 1 cộng 3 thì được 4. Vậy là giá trị của bông hoa là 4. Các bạn ghi vào đi. Để khi mà về nhà mở sách ra. Ơi. Ôi, màn hình của con nó bị nhắn cái linh tinh đấy vào. Cô nhắn hình bài trình. Con nhắn cái gì cho cô đấy? Linh tinh. Con chữa bài vào trong vở đi. Sau cô sẽ gọi chúng mình dơ sách. Hữu Phước, trình bày y hệt như cô ở trên màn hình vào trong sách đi. Ghi số 1 vào trong hình tròn này. Số 2 vào trong hình tam giác này. 1 cộng 2 được 3. 2 cộng 2 bằng 4. 2 cộng 3 được 5. 1 cộng 3 bằng hình ngôi sao. Hữu Phước ghi xong chưa? Hữu Phước ơi. Nhưng mà em ghi ở trên được không? Cái bút chì em mở là của. Không biết được vào đấy đâu của. Ghi bằng bút mực luôn. Ghi bằng bút mực ok. Cô Hường cho ghi. Mút này hết mực rồi nè mẹ. Mút này hết mực rồi nè.
Hiệu Phước ghi xong chưa? Hiệu Phước ơi, cô cần hỏi lại, xác nhận thông tin với cô, con đã ghi xong bài chưa? Em ghi ở trên của... Con ghi xong bài 4 vào vở chưa, vào sách chưa? À rồi, nhưng mà em ghi ở trên của... Ở trên là như nào? Là em viết ở trên của... Con giơ lên cô xem nào. Cô đang không hình dung được con viết ở trên là như thế nào. Ừ, rồi cũng được. Cũng được, ok. Rồi bây giờ chúng mình sẽ tích cho cô Hường bài về nhà nhá. Về nhà các bạn làm cho cô Hường bài 5. Về nhà các bạn làm cho cô Hường bài 5, bài 6 và bài 7. 8, 5, 6, 7, 8. Dễ mà. Ôi, ơi, hình như bài 6 đó sai tên. Sai tên. Bài 6 á? Sai tên. À, ở đây phải là bạn An đúng không? An thành Adam. Ừ, An. Một trò chơi đổi quả như sau. Của một quả lê bằng 2 quả táo. Một quả táo thì bằng 3 quả cam. Một chùm nho thì bằng 2 quả cam. An có 6 quả lê. Nếu đổi hết lê để lấy nho thì Adam có bao nhiêu chùm nho? Có 6 quả lê thì tức là bạn đấy có 12 quả táo đúng không? 12 quả táo. 12 quả táo sẽ tương ứng với 4 4 quả. Rồi, cho chúng mình tự nghĩ đi. Cô Hường hướng dẫn vậy thôi. Chúng mình cái này chúng mình phải dùng phép nhân này. Bài 6 phải dùng phép nhân nhé. Bài 7. Bài 7 này thì đơn giản với các con, rồi bài 8 cũng đơn giản thôi. Về nhà làm nốt cho cô Hường bài 6, 7, 8 nhé. 5, 6, 7, 8 nhé. Ở trang số 23. Và bây giờ cô Hường sẽ gửi link trò chơi cho chúng mình. Ơi. Ôi, không chơi á cô. Vì sao? Cô không thích chơi hay như nào? Nhưng không thích đâu cô. Không thích chơi á? Ừ, không cô. Hiệp Phước á, hay ai đấy? Em đâu cô. Sao? Vì sao? Vì ngán anh. Chơi chán lắm á. Em đang ngủ với bà ngày mai, bà đi dư lịch luôn rồi. Ừ. Ok. Ok, ok con. Ôi, cô ở trong không chơi luôn nữa cô. Sao? Con trông em cô. Thôi chơi nốt, tất cả các bạn chơi nốt. Rồi, bây giờ cô Hường chú gửi cho chúng mình chơi, có 5 phút thôi mà. Rồi, chúng mình thích chơi trò đào vàng, cơ, câu cá. Hay là monster? Dạ không, dạ không. Cô chơi chú khác đi cô ơi. Mấy cái chú này chơi. Cà phê này hiểu khi hồi cô sợ là nhiều bạn không biết chơi. Thì cái trò... Con thích chơi đào vàng cơ. Chơi đào vàng cơ cô. Chơi đào vàng. Con thích nhất này. Đúng rồi. Chơi cô ơi. Đào vàng anh cứ biển nhau. Được chứ sao? Bây giờ thể hiện là gọi là mình test được may mắn đúng không? Cô ơi, con đã nhắn tin nhỉ? Nhắn tin rồi đấy ạ. Vào rồi này.
Cô Hường thấy có. Ok. Ô, còn thiếu một bạn nữa, Minh Hương, Hoàng Nam, Quỳnh à, Hiếu Phúc, Phúc Trời. Hương bắt đầu nha. Thank you.
Xin chúc mừng cho ba người ta là Hoàng Nam, Quỳnh Anh và Minh Vương. Xin chúc mừng các con. Một bạn nhắc lại giúp cô Hường bài về nhiệm vụ về nhà là gì nhỉ? Cô mời Minh Vương nào. Con thưa cô Nhung.